Sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng có buổi làm việc trực tuyến với Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà về nhiệm vụ xây dựng và phát triển quận Sơn Trà trong thời gian đến. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì hội nghị. Qua 5 năm triển khai kết luận số 89 của Ban Thường vụ Thành ủy, bước đầu quận Sơn Trà đã đạt được những kết quả tích cực. Lĩnh vực phát triển kinh tế giai đoạn 2017-2019 trước khi xảy ra đại dịch COVID-19 có tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng đề ra. Hoạt động thương mại dịch vụ phát triển mạnh, nhất là dịch vụ du lịch với nhiều sản phẩm đa dạng phong phú, thu hút đông đảo du khách. Khai thác thủy hải sản của quận vẫn là địa bàn trọng điểm về ngư nghiệp của thành phố. Phối hợp chặt chẽ trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, cải tạo kiến trúc và không gian đô thị. Công tác phát triển kết cấu hạ tầng đô thị tiếp tục được đầu tư, văn hóa xã hội có chuyển biến rõ rệt, quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng đảng đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Quận đã chủ động có nhiều biện pháp phòng chống dịch, có giải pháp điều hành phát triển kinh tế xã hội, chủ động chuẩn bị các kế hoạch, đảm bảo phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch, nhằm sớm ổn định tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn. Thông tin chi tiết về hội nghị, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong bản tin thời sự tiếp theo.